Xin chào cô chú anh chị các bạn nhé. Hôm nay mình có đi qua đường Hưng Phú này. Xin giới thiệu đến là cô chú anh chị các bạn, đó là gánh bánh canh giò heo này. Đây là của chị gái bán là rất hot ở khu vực này ấy. Đây là thấy là mới đến mà khách đông ngạt này cả nhà. Ôi em chào chị. Thấy chị đang múc bánh canh cho khách này cả nhà. Trong cái nồi quá trời xương với giò heo này thì hầm ở trong nồi bánh canh đấy cả nhà. Đổ vào 10. Đây mình mở bán từ mấy giờ đến mấy giờ chị nhỉ? Dạ 11 giờ bán cái nào hết. Dạ. Cái giá tiền bữa nay là bao nhiêu tiền một phần? 25 đến 30. Dạ. 30.000 là có giò heo phải không chị? Dạ. Bánh canh ở trong cái nồi có bò viên này. Mình hấp bò viên với cả xương heo với dân giò trong này hết rồi chị. À khi nào mềm là mình vớt ra để bên ngoài đó. Dạ. Nồi bánh canh hấp dẫn quá cả nhà. Đây bay hơi thơm. Trong cái nồi này thì hầm rất nhiều xương. Ở đây mình có ship ở trên mạng hay gì không chị? À không à. Vâng. Dạ. Mấy chị ở đó là ăn quen rồi đó, kêu đừng ăn số phần. Dạ. À đây khách ăn mì tôm mà chị. Ở đây khách ngồi ăn bên không gian kia rộng và thoáng mát đó cả nhà. Mấy người phục vụ luôn đó. Như cái xương với cả chân giò này một ngày mình bán khoảng được bao nhiêu ký chị? Tầm bao nhiêu ký? Em bán thương thật luôn á, là 12 ký. Dạ. Nhưng mà mấy ngày nay là em bán ít rồi. Dạ. Vâng. 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 Này cũng có ngày đông ngày ế phải không chị? Dạ. Vâng. Ủa cái bếp của mình xài bếp than sao mà cứ để sôi sục suốt nhỉ? Bếp than đó này. Này không có tốn ga tốn điện. xài bằng cái bếp than này, khi nào nó nồi nó cứ sôi sục sục đấy. Biết thấy nồi bánh canh chất lượng như này, bán ở vỉa hè Sài Gòn thì có 25 đến 30 ngàn một tô. Mình gốc ở quận 8 này luôn là chị. Nhưng mình bán ở đây được mấy năm rồi nhỉ? À, được 1 năm rồi đó. Đây chị bán là đối diện số 487 đường Hưng Phú, phường 9, quận 8 nhé. Cô chú chị bạn ai có đi qua đây thì mình ghé mua ăn thưởng thức. Khách mua về nhiều à? Bây giờ dịch khách ngại ngồi ăn tại quán nữa nhỉ? Chừng luôn á, bưng qua bãi, biết không? Bưng qua bên bãi nó sao hết á, ngồi phảo á. Dạ, đúng rồi. Đúng rồi, không cần giá gì hết. Đúng rồi. 24-25 là đấy chị. Bỏ cho chị sữa nhưng mà một tô không có bằng viên. Nhưng mà một tô cũng không có hành luôn á. Tô không bồi viên là không hành luôn á. Hành phi không? Hành phi rồi đấy. Cái này cũng không hành luôn mà cũng bé hết, phải không? Ba tô nha, đúng không? Bỏ cho em. Tô đang làm 25 ngàn đấy hả chị? Không có giò heo, giá rẻ hơn. Dạ. Vâng. Anh chồng mà đi giao cho khách này chịu khó à. Chạy xe máy đi giao hả anh? À. Vâng, đó anh thấy dạ. À, bán là nhờ đi giao tận nơi cho khách ạ. Dạ. Vâng. À, có coi chị ở trên YouTube ạ. Yeah. Thấy ai mà coi thấy nồi bánh canh chị hấp dẫn quá, ai cũng khen hết ạ. Thấy chị bán là rẻ và nhiều thịt. Khách là mua về rất nhiều cả nhà. À, anh đi giao về rồi đó, thấy nhanh à. Vèo cái là 3 tô cho khách rồi. Cúc nước với cả cho huyết tô thêm nữa này. Đây là mình để huyết với cả giò. Dạ. Vâng. Dạ. Vâng. Chị bán cho em một tô luôn chị. Tô đầy đủ á. Yeah. Tô đầy đủ 30 phải không? Dạ. Yeah. Giò á. Ở đây mình kêu một tô đặc biệt để chị làm cho mình này, tô đặc biệt 30.000 này cả nhà. Thấy tô bánh canh hấp dẫn không? 30.000 sẽ có giò heo, có huyết, có mọc, có thịt đầy đủ hết á. Thấy tô 30.000 là nhiều thịt này. Có cả bò viên này. Giò heo này. Hấp dẫn không? Đây có một chén nước chấm này, 2 chấm thì chấm này. Thấy ớt cay rất ngon này. Tô bánh canh hấp dẫn quá luôn. cô chú anh chị bạn ai có sở thích món này thì mình ghé đây ăn thử nhé. Đấy, quá trời thịt luôn này, có 30.000 thôi. Đấy, bây giờ khách lại đến mua tiếp. Cái bánh canh của chị ở đây rất hot đấy. Thì bán là giá rẻ và bình dân đấy. Sau đây mình xin kết thúc video. Cô chú anh chị bạn ai có sở thích món này thì ghé đây dùng nhé. Cảm ơn cô chú anh chị bạn rất nhiều.